Chương một. Chân võ quan nội tiểu thần tiên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương tiểu ất mở mắt ra, phát hiện mình tay nâng một quyển đạo kinh, đang xếp bằng ở trên bồ đoàn. Vừa ngủ thiếp đi. Đêm qua không khí rất tốt, nghe nói trên núi Nga mi nữ đạo cô sẽ ngự kiếm phi hành từ thành hàng châu trải qua, trương tiểu ất chuyển cái bàn, ghế ngồi ở trong sân cùng một đêm. Ngẩng đầu thận trọng nhìn thoáng qua tam thanh tổ sư, ba vị tổ sư mí mắt buông xuống chính nhìn xuống bản thân biểu lộ nghiêm túc không phải dáng vẻ rất vui vẻ trương tiểu ất cảm giác mình tại bài tập buổi sớm thời điểm ngủ gật để cho ba vị tổ sư tức giận vội vàng bái tam bái tổ sư ở trên cao không nên tức giận không nên tức giận đệ tử biết rõ nghiệp chướng nặng nề tự nguyện đi phạt đứng còn xin tổ sư tha thứ đệ tử ai nha trương tiểu ất cúi đầu đứng lên đem kinh thư phóng tới bàn thờ bên trên quay đầu nhìn lên nguyên lai là bên trái trưởng minh nến sắp cháy hết tại bàn thờ phía dưới lấy ra một cây nến mới đổi được bên trái giá cắm nến bên trên thay xong về sau trương tiểu ất lại nhìn vẻ ở trên tường ba vị đạo tổ một lần này thoạt nhìn liền cùng ái nhiều nha mặc dù một dạng thấp mi nhưng lần này lại nhìn cảm giác giống như là buồn ngủ ai trương tiểu ất thở dài xem ra chính mình có hay không nghiêm túc làm bài tập buổi sớm đạo tổ lão nhân gia cũng không thế nào quan tâm nha chỉ cần hương hỏa bất diệt như vậy tại đạo tổ lão nhân gia trong mắt ta như trước vẫn là cái ưu tú tử trương tiểu ất nhặt lên kinh thư đây vốn là thái bình kinh mỗi ngày bài tập buổi sớm tụng đọc đã đọc nửa tháng bất quá ngay cả một nửa đều không xem hết không phải trương tiểu ất không biết chữ chủ yếu là tụng kinh thực rất thôi miên mỗi lần không đợi đọc vài câu đây thuận dịp buồn ngủ để cho người ta muốn ngừng mà không được bất quá hôm nay ngủ thời gian không dài giờ mão bắt đầu từ thời khắc đó sàng làm bài tập buổi sớm bây giờ còn không tới giờ mão ba khắc đẩy ra cửa phòng trương tiểu ất thẳng đến tiền điện tiền điện chỉ cung cấp thực võ đế quân một cái tượng thần còn lại các lộ thần tiên một cái không có trương tiểu ất đem thực võ đế quân trước mặt thùng công đức bế lên mở nắp trương ra tiếp sau khóa lớn đổ ra bên trong tiền đồng trương tiểu ất trước cung thượng ba nén hương bái tam bái nói đế quân ngài chưa ngủ sao a à? nếu là không ngủ ngài liền bị liên luyện nhìn một chút đây là tháng trước chúng ta bên trong quan thu nhập hai ta đến một chút nói xong trương tiểu ất thuận dịp tại thực võ đế quân uy nghiêm khuôn mặt phía dưới đếm lên tiền đồng chân võ đại đế hình tượng và tam thanh tổ sư không giống nhau tam thanh tổ sư vẽ ở hậu viện thiền phòng người ta lão nhân gia mỗi ngày thanh tâm quả dục mỗi ngày ba nén hương ngay cả bài tập buổi sớm đọc không tụng kinh đều mặc. Mà tượng buồn đế quân là trận mắt tròn xoe, tay bấm bảo kiếm eo cuồng mãn xà chân đạp rùa đen. Sáu đôi con mắt cả ngày hướng về thùng công đức, sợ trương tiểu ất tham ô lão nhân gia ông ta tiền. Tại chân võ đại đế nhìn kỹ, trương tiểu ất đếm hai lần, về sau đem tiền chia hai phần. Trương tiểu ất rút ra một tấm giấy vàng, tại ánh nến bên trên dẫn hỏa, nhìn vào giấy vàng giấy lên đến hậu mới lên tiếng. Đế quân ở trên cao, lại đến phát tiền lương thời điểm, tháng tư phân hàng châu thành bắt chân võ quan thùng công đức cộng phải hương hỏa 3.218 văn, đệ tử trương tiểu ất tiền lương 1.500 văn dùng làm nhật xoa chi tiêu, thừa lại 1.718 dùng văn làm đế quân hương hỏa, mua sắm hương nến sáp lá thăm. Tháng trước đầu tháng 3, Phú Thương Trần Phát Lão bản lễ tạ thần, chỗ quyên sinh hương hỏa 300 lượng, đệ tử tồn lại, cung cấp đủ 1.000 lượng, lại vì đế quân tái tạo kim thân. Tháng trước mùng 7, đệ tử giúp thành nam lý lão gia gia bắt quỷ thu nhập 10 lượng bạc trồng, đây là đệ tử người thu nhập. Đại càng đế quốc, tân sử năm ngày 1 tháng 5 giờ thìn một khắc, đệ tử trương tiểu ất đốt bề ngoài thư bắt cực hữu thánh huyền thiên chân võ đảng ma đại đế, mời đế quân chỉ rõ. Tại trương tiểu ất nói xong trong nháy mắt, giấy vàng sau cùng một sợi ngọn lửa cũng cháy hết đoán chừng trên trời Bắc Thiên Huyền Vũ Đế Quân trong phủ công văn bên trên sẽ nhiều một phần văn kiện A à Tai. Đem thùng công đức một lần nữa dọn xong, Trương Tiểu Ất bắt đầu ngồi xuống tu hành. Buổi sáng bài tập buổi sớm tụng kinh là cho đạo tổ nhìn, dù sao cũng là một đạo sĩ, phải tại tổ sư gia trước mặt biểu hiện tốt điểm, để cho lão nhân gia biết rõ, tại hàng châu chân võ bên trong quan còn có cái đồ tôn mỗi ngày dụng công. Mặc dù chân võ quan không lớn, bên trong quan liền trương tiểu ất bản thân, cùng những cái kia đại đạo quan, ẩn thế tiên môn cái gì không so được, nhưng nên tranh thủ cũng phải tranh thủ. Vạn nhất ba vị đạo tổ bất luận vị nào, tại 33 ngày bên ngoài ngắm ta một cái, cùng 100 năm sau vũ hóa thành tiên đi đạo tổ môn hạ làm cái cầm bảo đạo đồng cũng là cực tốt nha, so sánh với thiên định làm tiểu tiên quan mạnh hơn nhiều. Về phần bây giờ tại đế quân trước mặt ngồi xuống tu hành, một hồi còn muốn luyện kiếm các loại một hệ liệt làm việc. Đây là vì vạn nhất đạo tổ đệ tử quá nhiều không chú ý tới hắn, tại đế quân trước mặt biểu hiện một phen cũng tính nhiều nhà đầu tư. Dù sao đặt tam thanh đạo sĩ nhiều lắm, đặt tam thanh đạo quan cũng nhiều vô số kể, mỗi ngày giống như trương tiểu ất một dạng tại đạo tổ lão nhân gia trước mặt biểu hiện đạo sĩ nhiều vô số kể, đạo tổ cũng không phải mỗi người đều nhìn tới. Nhưng đặc biệt cung phụng chân võ đại đế đạo sĩ liền thiếu đi nhiều, hơn nữa đốt bề ngoài trời dám theo đế quân phân trướng đạo sĩ, đoán chừng trên đời này hắn là phần độc nhất, để quân tổng hội chú ý tới hắn. Chờ sau này lên trời, không đi được ngoài tam thập tam thiên, tại đế quân dưới tay làm cái tiên quan cũng là tốt. Bắt cực tứ thánh cái gì không cần nghĩ, nhưng bảy phẩm tám phẩm tiên quan vẫn rất có hy vọng. Vì sao Trương Tiểu Ất mới 17 tuổi không đi quy hoạch nhân sinh, hỏi lại sẽ sớm quy hoạch vũ hóa hậu sự tình đây, đó là bởi vì cái thế giới này thật có thần tiên cụ thể thần tiên trương tiểu ất không biết đến nhưng yêu ma quỷ quái bất luận là tin đồn hay là tận mắt nhìn thấy vẫn là có không ít xa không nói liền nói tháng trước cho lý lão gia gia bắt quỷ đây chính là hắn tự mình trải qua cũng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất đối mặt ma quỷ để cho hắn cái này thế kỷ 21 tiếp thụ qua chín năm giáo dục phổ cập trưởng ở dưới hồng kỳ ưu tú thanh niên mới là một lúc lâu không sai trương tiểu ất không phải cái thế giới này thổ dân mà là địa cầu đến hắn vốn là cái bình thường chính ít một đời là nhà cửa xe cùng tiền tiết kiệm mà nỗ lực có chí thanh niên nhà ở yến triệu đại địa ký tỉnh nhiệt hà thành phố trương tiểu ất khi còn bé cha mẹ muốn thoát nghèo dứt khoát quyết nhiên mang theo năm tuổi trương tiểu ất năm tuổi lên một chiếc xe buýt nhỏ đến thủ đô ở kinh thành làm công phụ mẫu bởi vì không có thời gian chiếu cố trương tiểu ất liền đem hắn đưa cho thầy giáo ở trường loại kia Trương Tiểu Ất cũng tính không chịu thua kém, năm thứ ba bắt lại cả nước thiếu niên tổ võ thuật sáu lộ cuộc so tài quán quân, lớp năm lần nữa thu hoạch kiếm thuật quán quân, vốn cho rằng sau khi lớn lên có thể giống như Lý Sư Ca Ngô Sư Ca một dạng tiến quân ngành giải trí hắn, tại năm lớp sáu sau khi tốt nghiệp bị phụ mẫu đưa về nguyên quán đến trường. Lý do là, nơi khác học trò ở Kinh Thành không có cách nào tham gia thi cấp ba cùng thi đại học, trở lại nguyên quán Trương Tiểu Ất lăn lộn sáu năm, kiểm tra cái tam lưu khoa chính quy sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm hắn gia nhập một nhà trẻ nhỏ đào tạo cơ cấu làm lên võ thuật huấn luyện viên. Ngành giải trí mộng không còn, đang chuẩn bị hảo hảo tích lũy 2 năm tiền mua gian nhà hắn vừa xuyên việc đến cái thế giới này. Mặc dù Trương Tiểu Ất xuyên qua tới phải mười mấy năm qua mỗi ngày giữ vững tu luyện, đạo thuật pháp thuật cũng biết không ít, nhưng đối mặt yêu ma tháng trước vẫn là người khác sinh ra bên trong lần thứ nhất. Trước kia trong thành nháo yêu tinh nháo quỷ nhi, Giống như có rất ít người đến chân võ quan tìm người, cho dù có người tìm đến, ra ngoài kiếm thu nhập thêm cũng là Trương Tiểu ất sư phụ hắn. Sư phụ hắn họ Lưu, đạo hiệu Trường Sinh Tử. Trương Tiểu ất nhớ kỹ ở hắn khi còn bé, sư phụ hắn có thường thường liền sẽ ra ngoài đem một mình hắn lưu tại chân võ quan. Vừa đi ra ngoài chính là 10 ngày nửa tháng, mỗi lần trở về đều cùng hắn nói. Lần này ra ngoài vừa hàng phục bao nhiêu yêu ma, yêu ma đến cỡ nào lợi hại cỡ nào mấy ngàn năm mấy vạn năm đạo hành các loại lời này trương tiểu ất coi như nghe vui lên bài tập buổi sớm không lên kinh thư không học ngay cả chân võ đại điện bên trong cũng không vào qua mấy lần sư phụ còn có thể hàng phục hơn ngàn năm đạo hành yêu quái sư phụ dáng yêu bắt quái trương tiểu ất là không biết đến duy nhất một lần xuất thủ hay là bảy năm trước sư phụ cùng kim sơn tự lão hòa thượng đoạt sư thái thời điểm đánh qua một trận hai người cũng không giống như trong tưởng tượng dạng kia phi thiên động địa, người dẫn thiên lôi ta khai kim thân. Hoặc là người nhất kiếm hàng quan 19 châu, ta pháp tướng kim thân hàng ma chém. Mà là tại ngoài thành giống như côn đồ lưu manh tự như đánh một trận, sau cùng lấy trường sinh tử phiêu vật chạy chỗ đánh lão hòa thượng cầu xin tha thứ mà thu hoạch thắng lợi. Tuy nói chưa thấy qua sư phụ đại phát thần uy, bất quá hắn trường sinh tử bề ngoài coi như không tệ, một thân đạo bào màu xanh lam, đầu tóc dùng một căn phỉ thúy cây trăm một khét, sau lưng tóc dài phất phới, tay cầm bảo kiếm, như trích tiên hạ phàm. Mê đảo thành bắt đông đảo phụ nữ, đầu chút năm kiếm lời tiền nhan đèn có hơn phân nửa là đám phụ nữ này đóng góp. Đánh tới năm bắt đầu, sư phụ hắn vũ hóa thành tiên. Đừng hỏi, vẫn trương tiểu ất mình cũng không hiểu rõ, liền hắn sư phụ dạng kia người lười vì sao lại thành tiên. Trương Tiểu Ất trong thời gian ngắn hoài nghi có thể là thiên đình thần tiên tăng viện, khuếch trương chiêu. Từ lúc trường sinh tử vũ hóa, chân võ quan liền thừa lại Trương Tiểu Ất bản thân, một năm này hắn cũng không làm sao từng đi ra ngoài. Thứ nhất là chân võ quan liền chính hắn, phải giữ nhà. Thứ hai là chính hắn cũng không biết bây giờ bản thân đắc đạo hành thăm cạn, ở cái thế giới này thuộc về cái nào hàng ngũ. Không có cái gì kim đang nguyên anh các loại đẳng cấp phân chia, dù sao thì là cố gắng tu luyện chứ hòa thượng ăn chay niệm phật đạo sĩ tu thân dưỡng tính những năm này trong thành hàng châu không chút nháo yêu tinh ngược lại là nghe nói những nơi khác yêu ma không ít nhất là có cái kêu quách bắc huyện khu vực nhi quả thực là quần ma loạn vũ hàng châu bên này yêu ma gây chuyện tình huống coi như thiếu không phải nhân vì nơi này cô nương xinh đẹp yêu ma quỷ quái luyến tiếc ra tay mà là nơi này chùa miếu quá nhiều chỉ nói trong thành hàng châu các loại đạo quan chủ miếu to to nhỏ nhỏ mấy chục gần một trăm gia đạo quan nói chuyện có cái gì tam thanh quan vô cực quan chân quân miếu hòa thượng miếu càng nhiều trong thành ngoài thành nổi danh linh ẩn tự vĩnh phúc tự thao quang tự kim sơn tự có nhiều lắm đời có yêu ma và như vậy bách tính liền sẽ có tin tưởng và ngưỡng mộ cho nên mới dẫn đến cái thế giới này chủ miếu thiền viện sản nghiệp phát triển cấp tốc chẳng qua để cho người ta rất kinh ngạc là trong thành hàng châu hòa thượng so lão đạo lại thêm nổi tiếng, rất nhiều người đều chỉ nhận hòa thượng không nhận lão đạo. Cái này để cho Trương Tiểu Ất rất tức giận. Trương Tiểu Ất tại khi còn bé, kỳ thật cũng muốn lợi dụng địa cầu bên trên thế kỷ 21 hiện đại tư tưởng làm chút cái gì, cải thiện một chút trong thành hàng châu tôn Phật giật đạo cục diện. Thế nhưng lúc ấy niên kỷ của hắn quá nhỏ, không có cách nào thực hiện. Hắn đem rất nhiều kiếm tiền thành danh ý nghĩ cùng sư phụ nói, thế nhưng sư phụ thực sự quá lười chỉ là quan hắn liếc mắt liền không xem ra gì trương tiểu ất rất tâm thương chỉ có một bụng tài hoa không có địa phương hiện ra một năm trước sư phụ bên trên thiên đình hưởng phúc không có người quản trương tiểu ất vốn cho là mình có thể đại triển quyền cước đem chân võ quan danh khí đánh đi ra đem kim sơn tự hoặc linh ẩn tự khách hành hương đoạt tới nhưng chờ hắn đương gia làm chủ về sau hắn phát hiện mình tại bất tri bất giác đang lúc đã bị sư phụ hắn đồng hóa. Ngoại trừ mua thức ăn mua hương đến, hắn thực không muốn ra ngoài, bởi vì chỉ cần hắn một ra ngoài, phía ngoài đại cô nương tiểu tức phụ liền sẽ theo dõi hắn mãnh liệt nhìn, như ác lan giống như. Bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, cho nên trương tiểu ất mới muốn duy trì khiêm tốn, làm một cái an tĩnh Mỹ nam tử. Trở thành bọn họ vĩnh viễn không có được nam nhân. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả